Xin chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SEO 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về định nghĩa macro, một phần rất là đặc trưng của ngôn ngữ C và C++. Lý do tôi giới thiệu phần này cho các bạn là bởi vì sau này khi các bạn làm việc với các project của C và C++, các bạn sẽ thấy cái định nghĩa macro khá là nhiều. Như vậy thì thật ra các bạn đã thấy nó rồi, nhưng mà nó ở một cái dạng khác ha. Thì đầu tiên phải nói đó là macro, đó là một cái định nghĩa dựa vào chỉ thị tiền xử lý. Nó bắt đầu bằng cái hashtag và theo sau đó là một chỉ thị tiền xử lý là define, dùng để định nghĩa macro. Và các bạn có thể dùng cái chỉ thị undefine để gỡ bỏ cái định nghĩa macro đó ha. Vậy thì khi các bạn dùng chỉ thị define để định nghĩa macro thì cái định nghĩa đó sẽ bắt đầu sau cái chỉ thị tiền xử lý này cho tới hết dòng. Và bởi vì nó không phải là một cái statement cho nên các bạn không cần thiết phải có cái dấu chấm phẩy ở cuối dòng ha. Và thỉnh thoảng trong quá trình làm việc chúng ta có thể có nhiều cái câu lệnh khác nhau trong trong cái định nghĩa macro đó, do đó là đôi khi các bạn muốn viết cái định nghĩa đó trên nhiều dòng, thì nếu như các bạn muốn viết cái định nghĩa macro trên nhiều dòng thì các bạn sẽ dùng cái dấu backslash này ha. Rồi. Rồi đây các bạn có thể nhìn thấy một cái định nghĩa macro khá là đơn giản, nó bắt đầu bằng cái chỉ thị tiền xử lý là define. Theo sau đó là một cái identifier. Identifier đây chính là cái tên của cái macro đó. Và theo sau nó là một cái định nghĩa của cái macro đó. Và chỗ này tôi không dùng là định nghĩa mà tôi dùng là replacement, bởi vì bản chất của cái việc xử lý macro này là thay thế. Hay nói cách khác là trong quá trình biên dịch, nếu như các bạn còn nhớ, chúng ta có hai bước, thì cái bước đầu tiên trước khi biên dịch code của các bạn sẽ là cái bước tiền xử lý. Cái bước tiền xử lý đó sẽ dựa vào cái chỉ thị tiền xử lý này để làm việc. Trình biên dịch sẽ đọc cái chỉ thị define này để làm gì? Nó sẽ tìm những chỗ mà có cái identifier này và nó sẽ thay thế bằng cái định nghĩa ngay phía sau đó. Được chưa? Đó là lý do tại sao chỗ này gọi là cái phần thay thế. Rồi chỗ này các bạn sẽ thấy là tôi có thể dùng nó để định nghĩa những cái hằng số, ví dụ như thế này là chiều dài tối đa của một cái mảng hay gì đó. Chỗ này là một cái chuỗi nào đó mà tôi định nghĩa cụ thể ban đầu. Các bạn cũng có thể dùng nó để định nghĩa các cái hằng số. Tuy nhiên ở đây tôi đưa ra một cái ví dụ này để cho các bạn nhìn, chúng ta có một cái hằng số cụ thể và một cái hằng số mà viết theo kiểu tính toán. Thì thật ra theo thói quen đôi khi chúng ta sẽ viết một cái hằng số, ví dụ như PG2 là chúng ta không nhớ PG2 ra một con số cụ thể mà thường chúng ta cứ viết con số pi là 3.14159 xong rồi chúng ta chia cho 2. Thì giữa hai cái này nó có khác nhau gì hay không? Có. Bởi vì bản chất của macro là thay thế, cho nên là khi các bạn làm cái thao tác này, câu chuyện nó sẽ rất là rối rắm. Nếu như các bạn sử dụng cái định nghĩa bên dưới này thì đây thì không có vấn đề gì, tại vì nó là một con số. Tuy nhiên nếu như bạn dùng định nghĩa trên này thì hãy cẩn thận. Tôi nói cẩn thận chứ không phải là không được ha. Ví dụ các bạn có một cái câu lệnh như sau: float x bằng 1 chia cho PG2. Như vậy cái mà các bạn kỳ vọng ở đây là gì? X sẽ là bao nhiêu? Là 2 chia pi, đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Thực tế là trong cái quá trình tiền xử lý, trình biên dịch đó, sẽ đọc thấy ok, PG2 này là một cái identifier được định nghĩa trước đó rồi, do đó nó sẽ làm cái cơ chế thay thế. Như vậy cái dòng lệnh này của bạn nó sẽ thành là gì? Float x bằng 1 chia cho 3.14159 chia cho 2. Và cái này không phải là pi chia 2 mà cái này là bằng bao nhiêu nè, 1 chia cho 2 pi. Được chưa nào? Nó sẽ ngược hoàn toàn với những gì mà các bạn kỳ vọng. Cái các bạn kỳ vọng là cái này, nhưng mà thực tế nó ra là cái này, đúng không nào? Rồi
Như vậy thì đôi khi xài cái macro cho hàng số thì nó chỉ có một cái lưu ý là các bạn, nếu như các bạn định nghĩa hàng số bằng macro thì các bạn nên ghi con số cụ thể. Nó khác với bạn sử dụng một cái biến hàng. Ví dụ như trong trường hợp bên dưới này tôi có một cái biến là x2, này là một biến kiểu float và nó là một cái hằng số. Có nghĩa là gì, trong cái quá trình tôi khai báo nó, tôi có thể khởi động nó bằng một cái giá trị nào đó tôi có thể tính toán được. Hả? Và sau khi tôi khởi động nó xong rồi thì cái giá trị này không thay đổi nữa. Thì nó là hằng số, các bạn muốn dùng cái nào cũng được nhưng mà thông thường tùy cái ngữ cảnh mà các bạn nên chọn lựa cho hợp lý ha. Rồi. Đối với cái định nghĩa macro thì ở đây chúng ta ngoại trừ cái việc các bạn định nghĩa macro dùng cho định nghĩa hằng thì các bạn có thể định nghĩa một cái chuỗi các cái tính toán. Ở đây tôi đặc biệt dùng cái từ là chuỗi các tính toán là tại sao? Tại vì đôi khi chúng ta nhầm lẫn cái này với hàm. Không, macro không phải là hàm. Được chưa? Rồi. Như vậy cái các bạn đang thấy đây là tôi đang định nghĩa một cái macro, tên của nó là sub, tôi viết tắt của subtract, và nó nhận vào hai đối số là a và b, đóng mở ngoặc. Thì nhìn nó giống như một cái hàm nhưng mà thực ra nó không phải là hàm, các bạn chú ý chuyện đó ha. Như vậy bản chất của cái vấn đề vẫn là thay thế. Do đó tùy vào cái cách bạn định nghĩa macro này, cái output của các bạn nó sẽ rất là khác. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là gì, chúng ta có cái định nghĩa đơn giản nhất là subtraction của a và b là lấy a trừ cho b. Cái này thì không có vấn đề gì nếu như đặt trong ngữ cảnh bình thường, đúng không? Nếu như bạn viết là sub 1, 3 thì câu lệnh này nó vẫn đúng, không có sai, đúng không? Nhưng mà nếu như các bạn thay đổi cái vấn đề một tí, các bạn viết một cái câu lệnh phức tạp hơn, ví dụ như bạn viết là subtract 1 trừ 3 2 trừ 5 thì cái này nó khác ạ. Cái các bạn mong muốn sẽ là gì, là 1 trừ cho 3 trừ cho 2 trừ cho 5, hay là 1 trừ 3 xong rồi trừ tiếp cho giá trị của 2 trừ 5 ha. Như vậy cái định nghĩa bên dưới này có đúng hay không, có thể đúng có thể sai. Ví dụ như các bạn viết như thế này thì nó vẫn sai. Rồi, để dễ cho các bạn hình dung thì tôi sẽ demo cho các bạn coi cái phần code này. Rồi, bây giờ tôi sẽ viết một cái macro đơn giản. Define sub a b, nó là a trừ b. Được chưa? Nếu như tôi định nghĩa như thế này thì cái tính toán của các bạn nó sẽ thành ra là gì? Subtract của ok 1 3, tôi sẽ cho các bạn coi ha. Và chỗ này để cho các bạn hình dung nó trông như thế nào thì tôi sẽ cắt nó ra và tôi sẽ xuất ra là 1 trừ 3. Được chưa? Rồi. Như vậy các bạn đoán là nó ra trừ 2 đúng không? Cả hai bên đều phải ra cùng một giá trị là trừ 2. Cái này không có vấn đề gì hết. Nó sẽ bình thường nhưng mà nếu như chỗ này tôi thay đổi một tí. Ví dụ 1 trừ 9 trừ cho 3 trừ cho 11. Tức là 8 trừ cho mấy? 8 giờ trừ 8 trừ 8 trừ cho trừ 8 thì nó phải ra là 0 đúng không? Nhưng mà nếu như bạn biết cái câu lệnh định nghĩa sub như thế này thì cái giá trị của các bạn thực sự ở chỗ đó đó nó sẽ là gì? Tôi sẽ lấy cho các bạn coi ha. Nguyên cái đoạn sub này nó sẽ là a trừ b, do đó chỗ này của các bạn sẽ là a là 1 trừ 9 được thay vào và dấu trừ và 3 trừ cho 11, tức là các bạn sẽ có cái output của các bạn là bao nhiêu? Lúc này sẽ rất là khác, trừ 22. Đúng không nào? Đó. Vậy nó không phải là cái các bạn mong muốn. Rồi, nếu như các bạn làm cái chuyện là ok, như vậy tôi muốn đánh giá giá trị của A và B trước khi tôi làm cái này thì được không? Được.
Nếu như bạn làm như thế này thì cái định nghĩa này bây giờ nó sẽ thay là gì? Tôi đóng mở ngoặc 1 trừ 9 trước, tức là tôi đóng mở ngoặc A, xong rồi tôi đóng mở ngoặc B trừ này. Như vậy đây sẽ là cái mà các bạn kỳ vọng đúng không nào? Nó phải ra là không. Đúng chưa? Tuy nhiên là cái giá trị shop này đôi khi các bạn làm á, ví dụ như tôi lấy 0.5 tôi nhân cho cái shop này. Rõ ràng các bạn muốn là gì? 5 nhân 0.5 nhân 0 thì là không thôi. Nhưng mà lúc mà bạn viết cái định nghĩa macro ở trên này á thì ở dưới này nó sẽ là gì? 0.5 nhân. Nó thay thế chính xác như vậy đó. Cho nên kết quả của bạn lúc này sẽ không phải là không nữa mà nó sẽ là bao nhiêu? Yeah, các bạn có thể đoán được đúng không nè? Nó sẽ là trừ 4. À xin lỗi 4. Tại vì cái bên tay trái là trừ 4 trừ cho trừ 8 thì nó phải ra 4. Nha. Như vậy các bạn muốn nó ra chính xác thì có nghĩa là gì? Tôi phải đánh giá luôn cái giá trị của A trừ B luôn trong cái định nghĩa macro này. Có nghĩa là lúc này các bạn sẽ thay thế đó thành cái biểu thức này. Và các bạn sẽ ra cái output là không. Được không nào? Rồi, đó là những cái điều mà các bạn cần lưu ý cơ bản về macro. Thì ngoài ra như các bạn thấy ở đây, các bạn có thể định nghĩa macro trên nhiều dòng. Để tôi giới thiệu cho các bạn cái cách định nghĩa trên nhiều dòng ha. Ví dụ như ở đây tôi có thể định nghĩa một cái toán, một cái thao tác gọi là thao tác swap. Như vậy chỗ này tôi muốn swap cái gì? Tôi muốn swap một cái biến A và một biến B với nhau. Và hai biến này tôi muốn có cái kiểu là T. Như vậy thì thực ra là tôi có thể làm cái gì? Tôi khai báo một biến tạm có kiểu là T tan. Và tôi gán cho nó giá trị A. Tôi lấy A bằng B, xong tôi lấy B bằng tan và kết thúc. Đúng không? Như vậy thì cái đoạn code này nhìn nó hơi khó đọc. Vậy thì các bạn có thể chuyển nó thành nhiều dòng để cho dễ đọc hơn thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Cái thủ thuật ở đây chẳng qua là muốn làm cho cái code của các bạn dễ đọc hơn thôi, chứ nó không giúp ích gì cho cái việc định nghĩa hết ha. Như vậy ở đây chúng ta có một cái định nghĩa macro là swap. Rồi tôi sẽ thử cho các bạn coi, tôi có cái biến integer A là bằng 1, B là bằng 5. Dạ. Rồi chỗ này tôi sẽ thử cho các bạn bằng cách là tôi xuất ra A. Bây giờ tôi sẽ gọi swap. Được chưa? Lúc này tôi gọi swap A B và tôi khai báo cái này là integer. Và tôi sẽ xuất ra lại AB. Thì các bạn sẽ thấy chuyện gì xảy ra ở đây. Rồi, tôi sẽ giải thích cho các bạn ha. Khi các bạn chạy cái code này, các bạn sẽ được cái output là đầu tiên A là 1, B là 5. Bạn gọi swap xong A sẽ là 5, B là 1. Như vậy chuyện gì xảy ra ở đây? Khi các bạn gọi dòng lệnh này thì ở cái bước tiền xử lý á, dòng lệnh này sẽ được trình biên dịch thay thế bằng cái đoạn code kia. Hay nói chính xác, trình biên dịch sẽ thay thế nó bằng, tôi sẽ copy nguyên cái đống này xuống ha. Tôi sẽ copy nguyên cái đống này xuống cho các bạn coi. Nó sẽ thay thế chính xác cái đoạn code này. Rồi. Chỗ này xuống dòng không quan trọng. Cái t của chúng ta là integer. Được chưa? Cái a bằng b để nguyên. Cái b bằng thêm để nguyên. Cái đóng mở ngoặc để nguyên. Rồi. Đó. Trình biên dịch sẽ làm một cái động tác là nó thay thế cái macro swap mà bạn định nghĩa ở đây bằng cái mà bạn đã định nghĩa chính xác là như thế này. Và có nghĩa là gì? Bạn đang thực hiện một chuỗi lệnh bạn swap hai biến cục bộ AB và bạn có khai báo một cái biến cục bộ tên là tem ở trong một cái tầm vực nhỏ này, tức là ra khỏi cái tầm vực này thì tem không có tồn tại. Được chưa? Và kết quả vẫn là như vậy.
Khá là dễ hiểu đúng không? Như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ xài macro trong một số tình huống đặc biệt, ví dụ như tình huống vừa nãy là chúng ta sẽ định nghĩa một loạt những cái thao tác khá là đơn giản. Và lý do tại sao chúng ta làm như vậy? Cái này là giúp cho các bạn tăng cái hiệu quả lúc thực thi code thôi. Tại vì nếu như các bạn dùng cái lời gọi hàm á, tôi sẽ giải thích lại cái này sau. Là khi các bạn gọi hàm á, chi phí của các bạn gọi hàm nó tốn hơn chi phí thực thi code nhiều đấy ha. Tôi sẽ nhắc lại về cái vấn đề gọi hàm sau cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta xem thêm một số cái ví dụ mà có lẽ là không phổ biến lắm, nhưng mà trong một số tình huống các bạn có thể gặp. Ví dụ đầu tiên là cái ví dụ về sử dụng cái operator hashtag này. Thì cái operator hashtag này trong cái định nghĩa của macro nó sẽ được hiểu là gì? Thêm một cái code vô trong cái input. Tức là nếu như các bạn viết hashtag A như thế này thì trình biên dịch á nó sẽ để cái code này và A ở giữa. Được chưa? Khá là đơn giản. Hay nói cách khác, nếu như các bạn viết cái dòng lệnh CL như thế này thì cái chỗ macro này sẽ được trình biên dịch trong cái quá trình tiền xử lý á, thay thế bằng code. Be careful. Được chưa? Dễ hiểu ha. Mặc dù nó không có phổ biến lắm. Cái thứ hai mà các bạn thấy là nó tương đối lạ đó là cái này. Double hashtag. Thì khi các bạn dùng cái double hashtag này thì bạn viết cái input A và B liền sử dụng cái operator này thì cái output của bạn sẽ là gì? Lúc đó trình biên dịch sẽ chính xác là nó lấy A xong rồi nó để B liên tục với A, với A. Hả? Như vậy thì nhìn vô trong cái câu lệnh này các bạn thấy gì? Clue CL thì trình biên dịch trong cái quá trình tiền xử lý nó sẽ chuyển câu lệnh này thành nó lấy C nè. Đúng không? Nó ráp vô với lại out nè. Và nguyên cái phần còn lại để nguyên như vậy, cái câu lệnh ở phía trên mà các bạn thấy á, nguyên cái đống này nè. Bây giờ sẽ trở thành CL. Được chưa? Thật ra thì không có nhiều người sử dụng những cái này đâu, nhưng mà đôi khi là chúng ta cần cái đó. Ngoài ra macro có một số cái macro đặc biệt mà khá là thú vị, các bạn có thể dùng nó cho cái mục đích debug, ví dụ như macro line vân vân. Thì phần này tôi sẽ để cho các bạn tham khảo thêm ở nhà và các bạn thực tập thêm ha. Rồi, cảm ơn các bạn.